Hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2022, thứ tư tuần thứ ba mùa phục sinh năm Chặn. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, hội thánh ở Jerusalem bị bắt hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Judea và Samaria. Còn những người đạo đức lo chôn cất Stephano, họ than khóc ông rất nhiều. Lúc đó Saulo tàn phá hội thánh, ông vào nhà này sang nhà nọ, bắt đàn ông lẫn đàn bà và tống ngục họ. Những người bị phân tán đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên Chúa. Phần Philippe thì đi xuống một thành thuộc xứ Samaria rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cùng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bắt tội và què quạt được chữa lành, bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang danh Ngài, hãy kính dâng Ngài lời khen ngợi hiền vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thanh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Ngài thi thô những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Người biên bè khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiên qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng Ngài thống trị tới muôn đời. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta. Ta biết chung và chung theo ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai cha đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Vậy ý của cha, đấng đã sai ta, là hễ sự gì người đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của cha ta là hễ ai thấy con và tin vào người thì có sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bánh trường sinh. Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi không khát bao giờ. Gioan chương 6 câu 35. Suy niệm: một trong những nhu cầu căn bản của con người là phải ăn uống để sinh tồn. Nhưng không chỉ cần lương thực nuôi sống thân xác, có người mọi thời đại còn đói khát tình yêu, tình liên đới, tự do và chân lý hơn cả cơm bánh. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi khát vọng thâm sâu nhất của con người, nên trước khi về trời, Chúa đã để lại cho chúng ta lời Chúa và Thánh Thể. Đó là nguồn chân lý, nguồn tình yêu như lương thực cần thiết cho mọi tín hữu. Tin và sống lời Chúa sẽ biến đổi lòng chúng ta, để chúng ta có thể đến gặp Chúa Giêsu sống động trong bí tích Thánh Thể, như người hằng tha thiết mời gọi: chính tôi là bánh trường sinh. Mời bạn, hữu sinh vô dưỡng là một nỗi bất hạnh lớn lao không thể nào bù đắp. Chúng ta thật kiểm phúc vì chẳng những chúng ta được tái sinh trong nước thánh tẩy,
mà còn được Chúa Giêsu Kitô ban chính mình Ngài làm lương thực nuôi linh hồn. Chúng ta hãy siêng năng đến bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể để kính múc tận nguồn ơn trợ lực cần thiết trong cuộc hành trình về nhà cha. Chia sẻ, bạn có cảm thấy đói khát lời Chúa và Thánh Thể như đói khát cơm bánh không? Sống lời Chúa, thường xuyên rước Thánh Thể để luôn sống tinh thần hiệp thông của bí tích Thánh Thể và dẫn đưa người khác đến với Chúa, tin vào Chúa. Cầu nguyện, lạy Chúa, dù mắt con không thấy nhưng con tin Chúa hiện diện sống động trong bí tích Thánh Thể. Chúa mong chờ con đến với Chúa để được sống. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Xin Chúa tha thứ cho tôi. Sau thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại Ba Lê, người ta thường thấy một người hành khất với một dáng vẻ lạ thường. Xuyên qua lớp áo rách rưới, ai cũng có thể nhìn thấy trên vòng cổ của người ăn xin một cái thánh giá nhỏ bằng vàng. Người khách quen thuộc nhất của người xấu số này là một vị linh mục trẻ. Vị linh mục thường đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này. Mỗi lần ra khỏi nhà thờ, ông không quên hỏi han và giúp đỡ người hành khất. Ngày nọ, vị linh mục trẻ không còn thấy người ăn xin lãng vãng trước cửa nhà thờ nữa. Lần mà hỏi thăm, vị linh mục đã tìm đến thăm người hành khất đang trong cơn rét run vì bệnh tật và đói ăn. Cảm động trước nghĩa cử của vị linh mục, ông đã kể lại cuộc đời của mình như sau. Khi cách mạng vừa bùng nổ, tôi làm quản gia cho một gia đình giàu có. Hai vợ chồng chủ tôi là những người đạo đức, giàu lòng thương người. Thế nhưng tôi đã phản bội họ. Quân cách mạng tìm cách bắt họ. Hai vợ chồng và hai đứa con của họ đã bị bắt giữ và kết án tử hình. Chỉ còn người con trai duy nhất là thoát khỏi. Nghe đến đây, vị linh mục như muốn té xỉu, nhưng ông đã cố gắng giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện của người hành khất. Tôi nhìn họ leo lên đoạn đầu đài và thản nhiên theo dõi cảnh người ta chém đầu họ. Tôi quả thật là một quái vật khát máu. Từ đó, tôi không thể nào có sự bình an trong tâm hồn. Tôi bắt đầu đi lang thang khắp các ngã đường để quên tội ác của mình. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh của gia đình họ trong túi áo này đây. Cây thánh giá tôi đang treo ở đầu giường là của người chồng. Còn chiếc thánh giá bằng vàng tôi đeo trên cổ đây là của người vợ. Xin Chúa tha thứ cho tôi. Vừa nghe xong những dòng tâm sự và cũng là lời tử thú của người hành khất, vị linh mục trẻ đã quỳ gối xuống bên cạnh chiếc giường của người hấp hối và thay cho một công thức giải tội, ông đã nói như sau: tôi chính là người con trai còn sống sót trong gia đình, đại diện cho gia đình và với tư cách là một linh mục, tôi tha thứ cho ông, nhân danh cha và con và thánh thần. Câu chuyện tha thứ trên đây là một trong những mẩu chuyện đã và đang xảy ra ở mọi thời đại và mọi nơi. Giữa sa mạc cằn cỗi của lòng người, Thiên Chúa vẫn còn cho mọc lên những hoa trái của yêu thương. Tha thứ là vẻ đẹp thanh tú cao sang nhất của lòng người. Sự hiện diện của bà Mercedes Acca tại Roma vào tháng 2 năm 1987 nhắc lại cho chúng ta một biến cố vô cùng đau thương, nhưng cũng gợi lại một nghĩa cử vô cùng cao quý của vị cha chung. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, giữa lúc hàng ngàn người đang chen chúc tại công trường Thánh Phaero để chờ đón Đức Gioan Phaolô đệ nhị, thì một tiếng nổ trách Chúa vang lên từ đám đông đã làm cho mọi người như đứng tim. Đức Thánh Cha đã gục ngã trên chiếc xe rép mui trần, máu me vọt lên tung tóe. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một vị giáo hoàng bị mưu sát. Ali Aka, thủ phạm chính của vụ mưu sát, đã bị bắt giữ ngay sau đó. Người thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ này đã bị giam giữ tại nhà tù Serbia ở Soma. Biến cố đẫm máu trên đây đã ghi đậm sự thù hận đang sôi sục trong lòng người. Nhưng thế giới không chỉ được nung nấu bằng lò lửa của hận thù. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để yêu mến và tha thứ. Năm 1984, một biến cố khác đã làm chấn động dư luận thế giới.
Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đích thân đến nhà giam Sepipia để nói chuyện với Aligula và tha thứ cho anh. Không ai biết hai bên đã trao đổi những gì, nhưng ai cũng cảm động trước cảnh tượng kẻ sát nhân và người bị mưu sát đã bắt tay nhau và trao cho nhau ánh mắt của tha thứ, của hòa giải. Bài Trích trách lẽ sống.